Xin chào tất cả anh em nha. Nay bên mình giao chiếc này là chiếc 455 nha. Chiếc này được giao kèm với một dàn chảo ha. Này được giao cho anh Thức ha, Thức ở lòng mò đây nha. Nên thì xe đưa vào trong xưởng ha, trời vào tối này. Isuzu 455 nha, về với anh Thức kèm một dàn 6 đấy ha. Đây thì mình có bán cho anh Oát này, anh Clean này, cũng ở làng Mo, anh Brin nữa ha, khu làng Mo đây ha, thì khá là ok rồi ha. Làng Mo của khu của xã Đắc Tờ Ve nha, Tờ Ve khu Trà Huỳnh đi vô anh em nha. Rất là đẹp ha. Bên mình thì những cái dòng lớn nhỏ như này thì nhập khá là nhiều ha. Anh em nào có nhu cầu thì liên lạc nha. Này 6 chảo đó ha. Đoạn 6 nè. Ok, một lần nữa máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh em gần xa ha. Isuzu 455 nha, về với anh Thức ha, ở làng Mo của Trà Huỳnh đây ha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, lên xe thành công rồi anh em nha.